Anh nhìn xe anh bao này ngon không? Thấy xe anh bao này ngon nên quay lại cho bạn coi á. Ủa mình phải chặt củi nấu vậy hả chú? Anh bao nấu trực tiếp bằng củi ngon không? Củi này mình phải mua ở vựa hả chú? Ở đây bánh bao nấu bằng củi ngon. Chú hay bán khu vực nào chú? Đủ chỗ hả? Đi lưu động á hả? Nhưng mà nhiều nhất là chắc bên Bình Tân với Tân Phú nhiều hả chú? Cộng Hòa đó hả? Hòa Bình Tân Bình nữa. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Ủa cái dấu đó rồi kìa. Ủa ở bánh bao của chú đây hả? Ủa giờ có bánh bán chưa chú? Có rồi. Có rồi hả? Bánh nhìn ngon quá hả? Cái này bánh bán nhiều cái chú? 15-20 hả? Bánh nó nhìn tươi quá hả? Ủa cái này giờ chú mới đi bán hay là sáng giờ chưa đi? Giờ bắt đầu chuẩn bị hàng để đi hả? Bán sau sĩ là đưa ra hết thị trường á. Làm biết sao ta báo người dù là một cái 15 ngàn. Họ đưa năm còn thấu rồi họ cho hết. Đúng rồi. Tại sao mình buôn bán cực khổ quá. Nhiều lắm. Đúng rồi.